Hoài Lâm bị Hoài Linh từ mặt khi dừng ca hát, bạn gái lên tiếng bênh vực. Cách đây vài ngày, đại diện của nam ca sĩ xác nhận Hoài Lâm muốn tiếp tục nghỉ ngơi, tạm rời xa showbiz trong 2 năm. Và sự việc dừng hoạt động ca hát của Hoài Lâm khiến rất nhiều người rất thất vọng, từ cha nuôi Hoài Linh, từ mặt đến sư phụ Đàm Vĩnh Hưng đã thất vọng. Theo Mr. Đàm, nghỉ 2 năm là khoảng thời gian quá dài so với một nghệ sĩ trẻ. Khán giả yêu quý Hoài Lâm lo lắng sự nghiệp của nam ca sĩ sẽ trở về con số 0 sau hơn 2 năm nữa. Tuy nhiên, đứng trước những vô vàn trách móc thì cho đến đây, trên Instagram cá nhân, Bảo Ngọc, bạn gái của Hoài Lâm đã chia sẻ về thông tin tạm dừng sự nghiệp này khi nhận được câu hỏi: sao anh Lâm ngừng sự nghiệp ca hát vậy chị, từ khán giả. Theo đó, Bảo Ngọc cho biết một con robot chạy cũng có lúc phải nghỉ để sạc điện, một cỗ máy đến lúc cũng phải hết năng lượng thì con người cũng thế, ngừng 2 năm để nghỉ ngơi để trau dồi chứ không phải là ngừng sự nghiệp nha em. Nghiệp là theo người ta cả đời nên không phải dùng từ ngừng. Mình bên ngoài nhìn mọi thứ dễ lắm, nhưng chỉ có anh Lâm mới hiểu rõ bản thân của anh ấy đang gặp rắc rối ở điểm nào, chuyện gì và khi nào anh có thể nạp lại năng lượng mạnh mẽ. Ai làm gì cũng có lý do riêng của bản thân họ cả. Tuy nhiên, phần chia sẻ của bạn gái Hoài Lâm, Bảo Ngọc đã gây chú ý nhiều đến người hâm mộ, vì cô không hề trách móc bạn trai mà chỉ bênh vực mà thôi. Đến thời điểm bây giờ, bạn gái Hoài Lâm là người luôn ở bên cạnh anh và động viên, vực dậy tinh thần những lúc khó khăn nhất. Tuy nhiên, không quá lời khi nói về những bê bối về đệ tử, dường như khiến sự nghiệp của Hoài Lâm bị trượt dài. Trước ý định dừng sự nghiệp ca hát trong 2 năm, được biết danh hài Hoài Linh đã nói giận và xin từ mặt Hoài Lâm vì cũng không tôn trọng ý định của bố nuôi. Hoài Lâm và Chi Di Lư, tên thật là Lưu Hoàng Bảo Ngọc, lần đầu công khai ảnh tình tứ trên mạng vào cuối tháng 10 2016. Kể từ sau khi công khai, cặp đôi không ngần ngại khoe những khoảnh khắc hạnh phúc trên trang cá nhân, khiến những người hâm mộ không khỏi ghen tị. Đông Nhi khoe khoảnh khắc bạn trai đại gia rủi kén khiến người hâm mộ ghen tị. Mới đây, trên trang cá nhân của nữ ca sĩ Đông Nhi tự hào chia sẻ một đoạn clip ghi lại khoảnh khắc ông Cao Thắng đang tích cực rửa bát trong bếp. Theo đó, do nữ ca sĩ bị mệt nên anh quyết định xắn tay áo giúp người yêu làm việc nhà. Khi biết người yêu đang quay clip, ông Cao Thắng tỏ vẻ ngượng ngùng, thế nhưng sau đó anh vẫn tiếp tục rửa bát một cách chăm chú. Đông Nhi chia sẻ rằng vừa chế tạo cỗ máy trong MV hôm qua xong thì hôm nay lại có người đi rửa chén. Không những vậy, nữ ca sĩ còn lầy lội hashtag rằng như vậy là không phiền. Đông Nhi hài hước chia sẻ ông Cao Thắng rửa chén cũng rất chuyên nghiệp, không thua kém ai. Xuất thân trong một gia đình danh giá, giàu có và là công tử thứ thiệt, nhưng ông Cao Thắng vẫn giỏi việc nhà. Ngay sau khi đoạn clip được đăng tải, nhiều bình luận khen ngợi từ phía cộng đồng mạng dành cho hành động này của ông Cao Thắng. Bất ngờ và ngại ngùng khi thấy được người yêu quay clip, nhưng ông Cao Thắng vẫn quên nhiệm vụ, tiếp tục hăng say rửa chén bát khiến người hâm mộ cũng đúng tim. Nhiều người còn vui vẻ nói rằng đây đích thị là người đàn ông của năm và không quên dành lời chúc giọng ca vì ai vì anh, vì có người yêu tâm lý chăm nom chuẩn sói ca này. Có thể nói Đông Nhi và ông Cao Thắng nổi tiếng trong showbiz bởi tài năng về âm nhạc, sự nỗ lực không ngừng nghỉ trong công việc. Ngoài ra, cặp đôi còn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi tình yêu đẹp kéo dài tận 9 năm. Trước đó, trong bài phỏng vấn trước đây, Đông Nhi đã từng trả lời rằng đối với nhiều người, thương yêu lâu sẽ nhàm chán, nhưng đối với tôi thì khác, tôi luôn yêu anh Thắng như những ngày đầu quen nhau. Trong suốt thời gian hai đứa quen nhau, cả hai vẫn dành thời gian cho nhau, vẫn trao cho nhau những ánh mắt chiều mến, vẫn hàng ngày theo dõi nhau. Còn nếu có cãi nhau thì cả hai ngồi lại để nói chuyện. Đây chính là cách để cặp đôi giữ được tình yêu bền chặt. Nhiều năm yêu nhau, tình cảm của cặp đôi Đông Nhi và ông Cao Thắng khiến đông đảo khán giả ngưỡng mộ khi luôn mặn nồng như ngày đầu tiên. Nếu Đông Nhi ngày càng thăng tiến trong sự nghiệp, ông Cao Thắng lại lùi về sau sân khấu để đồng hành, hỗ trợ cho bạn gái hết mình. Người hâm mộ cũng đang rất trông chờ về một đám cưới của cặp đôi trong thời gian sắp tới. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành chút thời gian để theo dõi kênh của chúng tôi. Nếu thích bất cứ video nào, các bạn có thể like và share. Nhưng đừng quên nhấp đăng ký kênh miễn phí để các bạn có thể theo dõi được nhiều video hấp dẫn khác từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!